Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để tải Pokemon Home. Tải Pokemon Home về mình cài xem. Mình liên kết với Pokemon Go của mình. CH Play thì không có. Cho nên muốn tải và cài đặt Pokemon Home thì mình sẽ tải file APK về nha. Pokemon Home APK. Cứ ghi nguyên dòng này ra. À, đây nha mấy bạn. Vào cái web này nè. Vào đây bấm tải về thôi. Mấy cái web kia là mấy cái web xạo xạo không à, nó kêu mình nhập số điện thoại này kia vô để tải về, nhưng mà giờ cứ vô cái web này là tải về thôi. Mình thì mình tải về xong rồi, bây giờ mình tiến hành mình gửi Pokemon của mình sang để mình lấy cái hộp, lấy hộp Metal nha. Vào Pokemon Home này. Mình sẽ gửi Pokemon của mình sang, gửi con sắc nam lô này qua đi. Gửi xong là mình sẽ được một cái hộp Metal này nè. Mở ra là bắt thôi. Mở hộp này được 1 giờ nha. Bắt chắc được 6-70 con như vậy. Rồi 3 ngày mới mở một lần nha mấy bạn. Khi nào mà cái hộp này nó xuống, nó chuyển nó xuống còn số 0 á, thì mình mới gửi một con nữa qua. Mà mình muốn gửi một con nữa qua thì mình phải vào Pokemon Home của mình để mình lấy cái con, mình mở cái con mà mình mới gửi qua đó, rồi xong mới gửi con mới được. Chơi gì ở bên Pokemon Home hết á, chủ yếu là mình lấy cái hộp Metal, hộp Mastery Box. Mở hộp rồi mà chưa thấy nó con nào xuất hiện hết. Đây nó đây nha, cứ mở hộp ra là bắt thôi. Bắt để cho nó ăn dứa để ít hai kẹo lên là dư sức để tiến hóa. Đứng chỗ chờ nó xuất hiện thôi. À, mình nghe nói là mở cái hộp này ở khu vực mình nó có tuyết thì nó được boost IV, boost level gì đó. Mình thì mình cứ mở đại à. Hoặc là mấy bạn canh những lúc nào mà có boost thời tiết á, như trời mưa hay gì đó.
tới khu vực mà có tuyết á, thì mấy bạn chuẩn bị banh bóng cho đầy đủ. Mình kiếm khu vực nào có tuyết để đó mình bắt ra, mà thường thường thì mấy khu vực đó không có bokeh top để mình quay đâu, cho nên mình phải chuẩn bị banh bóng đầy đủ trước. Mấy bạn nhớ tải ở đâu chưa? Tải ở đây mình không cần chỉnh sửa cái điện thoại gì hết trơn á. Mình cứ bấm vào mình tải về thôi. Không cần phải thay đổi chỉnh sửa ID điện thoại ở bên nước ngoài hay sao. Cứ để bình thường, vào cái web này tải về rồi mở ra rồi đăng ký rồi liên kết với Pokemon Home, liên kết với Pokemon Go thôi. Liên kết như thế nào thì bạn cứ vào setting này rồi bạn bấm vào Pokemon Home thôi, là nó đưa mình tới một cái đường để liên kết thôi, liên kết tài khoản của mình. Giờ mình bấm sign out ra rồi. Tên mình bấm vào đây thì mình bấm send, hay là mình chưa có tài khoản rồi tự nó đưa mình tới cái trang để liên kết hả? Gửi Pokemon hay là liên kết với Pokemon Home thì nó cũng ở trong đó, có một chỗ một. Một giờ đồng hồ chắc bắt được khoảng 60 mấy con. Mình mà xài thính á, thì là mình không có mở hộp này được nha. Mở hộp này thì lại không mở thính được, mở thính thì không mở hộp này được. Chọn một thôi. Có IV con đó, con nãy chưa ta? Hai con này chưa coi hả? À đâu? What? Wow! 100 luôn! Trời ơi! À, nó chưa xóa. Trời ơi! May mắn dữ vậy! Mới mở hộp ra được có vài con thôi, mới bắt có vài con thôi là có.